Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay thì em sẽ nấu một cái món ở dưới quê em hay ăn luôn. Đó là canh cá dìa giò lá me nha. Thì cái món này ở dưới quê và nhỏ lớn giờ em ăn cũng khá là nhiều. Và ngày hôm nay thì em đang có một đây nè, cá dìa tầm 4 con. Trong này có con cá giò hả? Đó, với lá me non với lá trắng đó thì sẽ nấu nguyên liệu rất là đơn giản luôn ha. Và bây cơ okay, bây giờ thì sẽ xếp máy và nấu cho chúng bạn xem ha. Ok, bây giờ bật bếp lên ha, bếp lên nấu cho 2000 đi cho nó nhanh sôi. Ok, và đây là lá me, chắc là em sẽ dò hết luôn. Tên của nó là lá giò lá me mà. Canh canh cá giò lá me. Dưới quê em là ăn cá khá nhiều. Mà cá nào cũng hầu như cũng giò lá me được, cá giò, cá gì à? Cá liệt, cái gì nữa ta? Cá phi, cá cái gì nữa ta, cái bớp, cái mú đó, nói chung là nhiều lắm. Chăm chua rồi ha, bỏ luôn đi. Mẹ vừa nấu bỏ lá me hơi nhiều dữ rồi ta. Đó, tay em sạch rồi nha, rửa sạch sẽ không sao hết. Rồi không có giò nữa, sợ chua quá. Đóng lá mè cho chua một mồm. Ok, và giờ sẽ từ từ nêm thêm mấy trái ớt. Ok, mới bỏ thêm mấy miếng ớt vô nè. Đó, giờ đã đảo lá me nó chín đi. Rồi bây giờ thì sẽ bỏ miếng bột ngọt vô trước đi, xíu nữa bỏ cá vô mình bỏ không có được đâu. Rồi không muốn nên vừa ăn thôi nha, tùy vào cái sở thích. Là khác nhau, muối ngọt thôi, không còn đường. Rồi để nắp lại chờ nước sôi và cá vô. Có khối. Ok, bây giờ là nước đã sôi rồi này, sôi lắm rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ cho lần lượt những con cá này vô. Đó, nó chỉ sôi thêm một hai hai bọn nữa, sôi một hai tăng nữa thì hai tăng thì nhắc liền cho cá nó giữ cái độ tươi, không được bẫy quá. Như quê em hay ăn là vậy đó. Nhưng mà nước đi chăng đó, như vậy thôi, như nước đây là đủ rồi. Tay nắp lại và để chế độ auto đó. Thì giờ chờ một xíu nữa cá nó chín rồi mình cho thêm miếng ớt với chắc là bỏ thêm miếng đường nữa cho nó dịu lại. Ok, bây giờ nó đã sôi lắm rồi này, thì bây giờ em tắt bếp rồi. Bây giờ bỏ thêm miếng từ đi để em nêm nếm thử. Còn hơi lạc. Giờ bỏ muối ít quá, muối nhiều rồi đó. Sợ nát cá quá, bỏ nhiều quá. Muối hồ tan vô.
Nice. Bạn đường à, bỏ bỏ đường. Em ăn ít bỏ đường lắm. Ok, nhờ đây. Nồi cá đã hoàn thành vị vãng. Đây. Rồi à. Giới thiệu luôn đây là cái cá hố mẹ mới phơi. Mẫu của mẹ em phơi xong rồi đem lên đây cho em mới đem phơi nắng lại một lần nữa này. Đó, bây giờ thì nướng vài con rồi sẽ ăn kèm với món canh này. Lại. Quá ngon, tuyệt vời. Ok, bây giờ em cho thêm nướng thêm vài miếng cá lên để ăn kèm với canh và cơm. Đó là một bữa ăn ở dưới quê em hay ăn. Khá lâu chưa về quê. À, không phải. Mới về hồi hồi bữa tháng 4. Này, như đây chắc là đủ ăn. Đủ mình em ăn. Ăn có mình thôi. Cái này phơi khô rồi cho nên là nướng vừa thôi. Nhiệt độ thì thấp thấp. Hơi hơi cháy một xíu rồi. Cái này là miếng ngay bụng. Thường em thích ăn mấy miếng đuôi lắm, nhưng mà miếng đuôi để ăn không thôi. Như quê em chuyên gia là cá cá hố như vậy nè. Mà thường thường nhỏ ăn mấy con cá nhỏ nhỏ thôi à. Rồi cái nói chung là cá nào cũng có đó, cá nhỏ 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 thôi rồi đem đi phơi khô, không ướp gì cả và đem phơi khô thôi, cá biển mà nó mà sẵn cũng mà dưa dưa thôi và phơi khô rồi nướng lên hay không thôi. Ok, nướng xong nha. Tên 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 tên. Ok, và đây là bữa cơm của em này. Đó, có canh chua, ớt, à, chấm muối é, là muối é trắng em mới đâm này. Đó, thấy ngon chưa? Màu xanh, lá, muối, ngọt, ớt, đó, é trắng, đặc biệt là é trắng nha, phải làm với é trắng nó mới ngon. Đây là, bây giờ em sẽ ăn cơm chung với này, nước xanh. Ok, giống mùi quê thiệt chứ. Rồi bây giờ em sẽ để làm quay nha. Coi ở trên cơm. Đây. Cơm thôi. Tại vì đây là trọ cho nên là không có bàn nha. Em nhà mình không thích xài bàn. Ăn ngồi gì mà dưới quê cũng không ngồi bàn, nó ngồi dưới đất ăn gì thôi à. Quen rồi. Đây là con cá giò trong đây cái gì. Trời, nó dai chưa, khó vậy. Đây miếng cá nè, cảm ơn cô chú các bạn ăn cơm với em nha. Đây trời, miếng cá muối. Đây. Cá rất tươi. Mới gửi lên bữa hôm qua à. Bỏ đá cấp đông liền mà. Mới để đông ra mình nấu. Dai. Tươi dai. Ngọt thật nó chứ ngon thiệt chứ.
nấu nó mới nè, nó giữ nó vẫn giữ được vị của cá không, nó ngon. Nấu nhiều lá me càng nhiều càng tốt, nó chua mà còn không bị tanh cá nữa. Đây là món cá cá hút khô và em nướng à. Mẹ ướp để ăn không á chứ không phải ăn cơm, do em thích ăn kiểu đó nên ăn không ăn cơm cũng ngon hết. Bây giờ là ăn cá cho ta không bỏ gì hết, chỉ bỏ xương, có người bỏ đầu bỏ bụng mà nhưng mà không thích, không biết cần vô ngon dữ trời. Tổng người quê luôn. Đây là những bụng cá nè, có xương nè, nhỏ đó. Cá này nè hơi á, nhưng mà nó lạng lạng gì nè, đúng là thêm vài lộn bia nữa chiều đã như mực khô vậy đó. Hôm qua không ngon như mực khô thôi, nguồn cá thành nó cũng vậy nha, còn gần lắm đâu á. Ok, ok và chắc là em sẽ dừng máy quay tại đây và ăn tiếp bữa ăn của em thôi. Em ăn khá là chậm cho nên là không có quay nhiều đâu. Ok, và hy vọng cô chú anh chị các bạn sẽ thích cái series nấu ăn này của em nha. Và nhớ cho em một nút like và đăng ký kênh để em có động lực ra thêm nhiều video hay hơn nữa nha. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở một video tiếp theo của em. Bye bye.